Chào mừng các bạn đến xem những ngày kỷ niệm của Bác Quân Nhất Tiêu phần 2. Ngày 28 tháng 3 năm 2018 đóng máy Trần Tình Lệnh. Ngày 5 tháng 10 đệ đệ đã lái xe mô tô hết 2 giờ đến chúc mừng sinh nhật ca ca. Ngày 9 tháng 7 năm 2019 cùng tham gia hết thi kem. Ngày 10 tháng 7 live trên Sina như thêm truyền Trần Tình Lệnh. Ngày 12 tháng 7 fan meeting Thiên Tân, tiêu chuẩn kép hàng ngày của Amiibo. Ngày 15 tháng 7 đưa Kaka về ra mắt gia đình Thiên Thiên huynh đệ. Ngày 5 tháng 8 Amiibo Red nhầm update của Kaka làm nên lịch sử chấn động của rùa. Ngày 21 tháng 9 fan meeting Thái Lan, bắt nạt Kaka không hiểu chuyện chiến ca cẩn thận eo. Ngày 5 tháng 10 đệ đệ chúc mừng sinh nhật Kaka vào lúc sau 0 giờ vài phút. Ngày 1 và 2 tháng 10 một concert Nam Kinh Wang Nibo liên tục nhấn mạnh rằng lần đầu tiên hai người gặp nhau ở Thiên Thiên hướng thượng. Ngày 11 tháng 10 một đêm hội đài Hồ Nam nối tiếp 2019 của đệ đệ. Ngày 28 tháng 12 năm 2019 cùng tham gia Tinh Quang Đại Thưởng. Ngày 11 tháng 1 năm 2020 cùng tham gia đêm hội Uber giả vờ không quen nhưng mắt vẫn hướng về nhau.